Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Câu chuyện giá vàng tăng liên tục, nguồn cung vàng và cả câu chuyện cửa hàng vàng đóng cửa thành chủ đề nóng tại Đại hội Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ năm 2024 tổ chức ngày 16 tháng 4. Trả lời cổ đông về việc chủ động nguồn cung vàng nguyên liệu trong bối cảnh giá vàng tăng phi mã trong suốt nhiều tháng qua, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PNJ cho biết ở hãng này vàng chiếm 50% giá vốn sản phẩm nên công ty có sự hạch toán ổn định. Khi nào biến động giá trên 5% thì công ty mới tăng giá bán, còn nếu tăng dưới 5% thì không điều chỉnh giá. Về dự trữ vàng để sản xuất trong năm thì không bao giờ có, vì lượng vàng sản xuất hàng năm của chúng tôi lên đến 12 tấn, biến động giá từng giờ. Cái khó của người kinh doanh trong ngành này là phải tính mua lúc nào, mua như thế nào, mua dưới dạng nào, sản xuất hay dự trữ. Có những ngày chúng tôi đành chấp nhận giảm nhịp độ sản xuất vì giá vàng quá cao. Như dịp thần tài, PNJ phải dự trữ một lượng vàng lớn từ tháng 10, tháng 11 của năm trước vì sát dịp thần tài giá rất cao, bà Dung cho hay. Về nguồn cung, bà Dung tiết lộ mua trên thị trường và PNJ có 400 cửa hàng cùng mấy ngàn khách hàng đặt hàng sản xuất. Là nhà bán sỉ, chúng tôi phải mua từ rất nhiều nguồn, từ nhà bán lẻ, nhưng khách hàng bán lại và mua thông qua đại lý. PNJ là công ty minh bạch, mua là phải có kê khai, chứ không dám mua hàng hóa, không có nguồn gốc rõ ràng, nên rất khó khăn cho ban điều hành vì có những lúc có vàng nhưng công ty không dám mua vì nguồn gốc không rõ ràng, bà Dung nói. Nhắc đến vấn đề thời sự, những ngày gần đây là việc các tiệm vàng bỗng nhiên đóng cửa, bà Dung nhận định các tiệm vàng đang dừng lại để nghe ngóng những thay đổi của thị trường trong giai đoạn biến động hiện nay. Về PNJ, bà Dung khẳng định không lo vì từ xưa đến nay công ty hàng hóa mua vào có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Tuy nhiên, những lúc như thế này, công ty rất khó mua vì các tiệm vàng đóng cửa, không mua bán thì công ty cũng không có nguồn mua từ đó. Ông Lê Chí Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc PNJ cho biết năm 2023 là năm khốc liệt đối với ngành bán lẻ, đặc biệt là ngành hàng xa xỉ như trang sức do người dân siết chặt túi tiền. Với việc giá vàng liên tục tăng trong năm 2023 và giá vàng năm 2024 đạt mức kỷ lục càng tạo thêm sức ép cho ngành trang sức. Định hướng trong thời gian tới, công ty sẽ đầu tư cho bộ phận kinh doanh online để kết hợp giữa hai hình thức bán hàng. Khách hàng có thể xem sản phẩm online rồi đến trực tiếp mua sản phẩm tại cửa hàng. Hội đồng Quản trị PNJ đã trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu đạt 37.147 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế tăng 6% lên 2.089 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức 20% bằng tiền. Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, sáng 15 tháng 4, nhiều tiệm vàng khu vực chợ An Đông, quận 5 và chợ Thiết, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt đóng cửa, có tiệm treo biển nghỉ dài ngày. Như tiệm vàng KHN, đường Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 5, dán thông báo nghỉ từ ngày 1 tháng 4 đến 18 tháng 4. Sát bên, tiệm vàng DT cũng đóng cửa. Đường Nguyễn Duy Dương, vốn là phố kinh doanh vàng bạc sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh tại khu An Đông. Bên cạnh phố vàng bạc đá trang sức Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục và Bùi Hữu Nghĩa thuộc phường 5, quận 5. Do vậy, việc các tiệm vàng san sát nhau đồng loạt đóng cửa khiến nhiều người thắc mắc lý do. Chị Quy, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sáng chỉ đi dọc con đường này thấy hàng loạt tiệm vàng lớn, trong đó có trung tâm Kim Hoàng 87-89, Nguyễn Duy Dương, quận 5 đóng cửa. Sát đó, hai tiệm khác là NT và NTL cũng đóng cửa. Tại khu vực chợ Thiết, đường Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, các tiệm vàng cũng đóng cửa hàng loạt, trong đó có tiệm CT, SJC Phú Thọ, gần đó tiệm vàng KKG cũng không mở bán. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, sau công điện của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, Tổng cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra nhiều cửa hàng buôn bán vàng ở các địa phương và phát hiện vi phạm. Trong đó, vụ tiệm vàng lớn tại tỉnh An Giang là Kim Hương Dinh bị kiểm tra đã gây chấn động giới kinh doanh vàng. Chủ một tiệm vàng tại quận 5 cho biết đó là lý do nhiều tiệm vàng tạm đóng cửa để tránh bão, vì nếu có kiểm tra, chắc chắn sẽ phát hiện sai phạm. Đặc biệt, hai lỗi điển hình là sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ độc quyền như Chanel, Cartier, LV, Bulgari dưới dạng khuyên tai, vòng tay, nhẫn, dây chuyền. Lỗi thứ hai là nguồn gốc xuất xứ, vì hiện nay các tiệm hầu hết mua từ nguồn trôi nổi trên thị trường nên rất khó chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Một khi bị phát hiện, lập biên bản, mức phạt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng và bị tịch thu, niêm phong sản phẩm. Không biết khi nào có thể lấy hàng về nên tạm thời các tiệm vàng đối phó bằng cách tạm đóng cửa. Chủ tiệm vàng này cho biết, một tiệm vàng khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã tạm đóng cửa một tuần nay vì thấy bất an. Theo ghi nhận, ngoài việc kiểm tra tại tiệm vàng,
thời gian qua, tổ chuyên trách về thương mại điện tử thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường đã theo dõi việc bán vàng trên các tài khoản mạng xã hội. Trong vụ việc tiệm vàng Kim Hương Dinh, tổ chuyên trách về thương mại điện tử đã có 2 tháng theo dõi, sau đó đã lập vi bằng, làm cơ sở tiến hành thẩm tra, xác minh. Sau khi có thông tin này, nhiều tài khoản bán vàng trên mạng xã hội cũng tìm cách đối phó. Theo đó, thay vì live bán hàng như trước, nhiều tài khoản đã trưng các biển thông báo được viết tay là không bán các sản phẩm nhái các nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền như Chanel, Cartier, LV, Bulgari. Được biết vừa qua, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quân kiểm tra loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn và phát hiện nhiều sản phẩm vàng trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, một số mặt hàng còn giả nhãn hiệu nổi tiếng. Việc kiểm tra nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của đề án 319 chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử đến năm 2025, cũng như thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 160, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 24/2012 của Chính phủ. Cụ thể, theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới trong nước, chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng theo quy định. Can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao. Bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả. Việc xử lý diễn biến thị trường vàng để đặt lợi ích chung của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Trước hết, khuyến khích sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người lao động. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, công cụ theo quy định pháp luật, quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ phù hợp với diễn biến thị trường. Việc này nhằm bảo đảm hoạt động giao dịch trên thị trường được quản lý, kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ đã có, không ảnh hưởng đến tỷ giá, dự trữ ngoại hối nhà nước, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát, quản lý, điều hành thị trường vàng. Đặc biệt, cần cương quyết phải có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành. Mục tiêu nhằm đảm bảo thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch. Với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, cần xử lý thu hồi ngay giấy phép hoạt động. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ tác động, tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, phù hợp, bảo đảm bám sát chủ trương trong việc quản lý thị trường vàng. Việc sửa đổi nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn, diễn biến kinh tế trong nước, khu vực, quốc tế, trong đó tập trung ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Từ đó nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức, cá nhân liên quan gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng. Khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng đã được giao, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.